Đây mọi người, cái tổ ong nó nằm dưới đó đó mọi người thấy không? Đây nè, đây nè. Đó mọi người sẽ thấy mấy con ong nó bay bay ra nè mọi người thấy không? Đó. Đó, dẫn đi mọi người. Đóng trên cây me nha. Xuống chút nữa em hạ xuống tí xíu nữa em hạ xuống đó đó đó, hạ xuống tí nữa nó chưa hết, hạ xuống tí nữa đó. To luôn nè đó, rồi quay toàn ra nè, cái này là ổ ong ruồi chứ không phải là ổ ong mặt, ruồi chứ không phải ong mặt mà nó rất là to luôn nha mọi người. Cũng đó đây nè, đó con ong trên đó nó chưa bay nữa mọi người nè, đây tổ nè, chỉ cần có khói là nó bay hết rồi đó. Giờ mình ông nghệ nè mọi người thấy không, nó đây nè đó, ông nghệ đó đó mọi người thấy không, đó vàng vàng, vàng đó, dùng tiến hành đốt đuốc để bắt nha. Đây mọi người, mình tiến hành đốt tổ ong thứ hai nha, mới phát hiện thấy tổ ong thứ hai nè mọi người thấy không, rất là to nè đó, ong nghệ mọi người. Đồng mà tiến hành đốt lửa bắt nha. Rồi đốt cháy rồi mình tiến hành bắt nha mọi người. Rồi đây mọi người ơi, được tổ ong rất là to nè, đây ong nghệ nha mọi người, đó thấy to chưa. Đây ong nghệ rất là to mọi người. Cái tổ ong nè mọi người, đó. Nó đóng trên cái cây mắm nè, nó đủ mặt rồi, cùng mặt rất là to luôn mọi người thấy không? Đây nè, đó, nó đèo nhóc hết trơn nè. Em quay cận vô chút xíu nữa cho mọi người xem rõ hơn nha. Đó, cái cục mặt nó nè mọi người thấy không? Rất là bự luôn nè, vàng éo luôn thấy không? Cái tàn của nó dưới nè. Mình sẽ dùng một ít bùi nhùi của cây dừa nè mọi người.
Đó. Nhiều đây thôi, không cần nhiều, chứ cần tạo miếng khói là nó sẽ bay. Rồi đó mình sẽ tiến hành cắt cái tổ ong nha. Đó, dùng một ít sao dừa này thôi. Đó, cái này dễ cháy lắm, chỉ cần cháy như vậy thôi, có một ít khói vậy nè là nó sẽ mấy con ong nó sẽ bay ra mọi người. Rồi tổ ong này nó đóng gần bờ sông mọi người thấy. Khói nó bay mọi người thấy này, cái tàu nó nè, trong đây còn ong đu nè, giặt mấy ong này ra nè, ong đu này nhóc hết trơn mọi người không đó. Ở trong này già nó nở hết mọi người, hồi này mà ấy nó đang giặt kìa. Mấy cái chỗ này là nó nở, nó già nó nở đi hết nè. Chỗ này còn non nè, hai ghìa còn non. Đây nè, xem thấy non. Đó, chặn chưa. Đây còn ong non nè mọi người. Còn ong nè. Trong đây là nó nở hết nè, chỉ có ngoài này là non nè.
chấm mặt ăn thử mọi người. À, mặt đây đó, tuyệt vời luôn nha. Mời mọi người nha. Rất là béo mọi người. Mời mọi người một miếng tăng ông chấm mặt nữa nha. Nè, chấm mặt nhéo nhéo quá nè, hấp dẫn chưa mọi người nha. À, một tuần hai tuần hôm nay mình sẽ thử thách dùng đuốc đốt tổ ong nuôi giá mọi người. Nè, trong đây mình chuẩn bị xăng rồi nè, đó cái đuốc tổ ong nuôi giá rất là to luôn mọi người đó. Mình sử dụng cái tập tính của con ong nó gặp lửa là nó sẽ bay vô chữa lửa rồi nó sẽ bị cháy cánh rớt xuống nha. Mình sẽ đốt nó nè, mọi người theo dõi nha. Đây mọi người, cái tổ ong nó nằm dưới đó đó mọi người thấy không? Đây nè, đây nè. Đó, mọi người sẽ thấy mấy ong nó bay bay ra nè, mọi người thấy không? Đó. Giờ mình sẽ đốt đuốc để vào đó nha mọi người. Để vào đó mình sẽ đi chỗ khác nha. Để nó bay ra mình sẽ để cái camera ở đây quay mọi người theo dõi nha. Spending my day with you, my life's sunny and better. Girl, when I'm with you, she's luminous bright like a star in the skylights. She got the looks, the good, oh boy, I need her so bad in my life. Shawty, where you wanna go, 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 go? London, Paris, Tokyo, oh, shawty, we could go. Don't need no luggage, na 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 na. Don't need no stress, girl, na 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 na. Just be in your sun's alright, girl. I want nobody but you. Mình đã khều xuống dưới nước rồi mà chưa dám lên lụm mọi người. Mấy con ong già nó bay quá trời luôn rồi. Đó, mọi người thấy không? Nó bay quá trời bay luôn kìa. Rồi bây giờ mình dùng cái vợt hớt nó mọi người. Rồi tổ ong đem vô mọi người được 3 tuần nha. À, 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần, con không được nhiều mấy mọi người. À, còn mấy con ong già anh chết này nè. Đó. Con ít à. Có được cái tuần này là con nhiều nhất rồi. Chú giá chưa rồi. Rồi, 3 tuần nha mọi người. Có mùi khói lên sẽ bay đi rồi bắt đầu cắt. Hôm nay mình sẽ đi bắt cái tổ ong trên cây me mọi người, đang ngồi trên cây me nè. Đó, mọi người xem. Đang ngồi ở trên cây me nè mọi người thấy không? Đó, mọi người thấy bông me đẹp chưa? Cây me này to lắm mọi người. Bây giờ là nó đang có bông để có vụ trái tiếp, còn cái trái còn lại là nó đã dốt chín hết rồi mọi người. Đây là nhân vật chính của chúng ta nè mọi người, hôm nay nè mọi người, tổ ong nè. Đó. Thấy to to ghê chưa? Đây nè. Đó. Nó đóng ở trên cây me mọi người. Cây me này bông rất là nhiều, nó đến đây đóng lên nó hút mặt. Cái tàn của nó rất là vàng vàng màu vàng như cái bông như vậy. Rồi, đồ nghề chuẩn bị nè mọi người. Một bó nhang nè, một cái thao, một cái quẹt, một cái dao. Bó nhang để tạo khói, dao để cắt. Có
có mùi khói lên sẽ bay đi rồi bắt đầu cắt. Đó, to chưa? Khói để đuổi nó đi thôi để mình dễ để mình cắt. Lấy cái tàn với cái mặt nó. Đó, tàn vàng to ghê chưa? Còn cục này nè. Đây nè, những tàn của nó nè mọi người thấy không? Đó, mình lấy miếng tàn trước nha. Ủa, ông nó còn đeo bên kia kìa. Đây, miếng tàn quá trời to luôn mọi người. Đó, rồi thấy chưa? Nè, ông còn đeo đây nè. Đó. Cục mặt này không được to đâu, nở xíu. Đó, quay gần cục mặt cho mọi người xem. Đó, thấy dẫn chưa? Còn nó bay. Rồi mình cắt ra mọi người, mình chừa lại ở dưới một ít ké vậy nè. Đó, dưới một ít mặt ở trong đó. Đó, như vậy là nó sẽ đóng lại nha mọi người. Rồi đây mọi người, à, thành quả nè. Đó, mình cắt cái mặt nó dính trên cái tàn luôn nè mọi người thấy không? Nguyên một tảng mặt ở đây. Cho quay gần mọi người xem nè. Đó, nguyên một tảng mặt nè mọi người thấy không? À, nãy mình cắt nó dính trên cái da mọi người. Quá cho mặt. Nguyên một tảng mặt rất là to luôn. Đây nè. Đó. Ngọt lắm. Nguyên cái tàn đó nè mọi người thấy không? Ngon lắm mọi người. Cái tàn này chấm với mặt này là rất là ngon luôn. Mà không gùi là nó bổ hơn mà không mặt nha mọi người. Mời mọi người nha. Đó, mặt mới bắt xuống luôn mọi người. Mình không ăn mới bắt từ sau này. Đây nè mọi người. Đó, mình sẽ kiếm ong theo mấy cái bà sậy nè. Đó, mấy bà sậy giống vậy nè. Với mấy bụi cây là nó hay đóng lắm mọi người. Đó, đó, đó. Đó mọi người thấy to ong chưa? Nó vàng vàng á mọi người, nó bò bò đó. Xa trong đó cho nên dòm tới không gõ mấy nè. Để đốt lửa thôi. Để lá này vô để cho nó cháy nó có khói nè mọi người. Thì khói đi vô. Đây nha. Tổ ong này mọi người thấy không? Có khói là nó bay đi. Còn trong đây một tổ nữa nè. Đó, tổ kế bên luôn. Đây nè, đó mọi người thấy không? Đó, đây nè. Đó, con ong trên đó nó chưa bay nữa mọi người. Nè, đây một tổ nè. Chỉ cần có khói là nó bay hết rồi. Đó, giờ mình tiến hành lấy cái tổ này ra với tổ cái tổ trong kia ra rồi mình quay cận cảnh cho mọi người xem. À bây giờ không có chỗ đặt cái camera để quay mọi người. Đó, được hai tổ nè, nhưng mà một tổ thì tổ này thì có, tổ này là tổ nhỏ nè thì nó có nhiều con hơn. Đó, người đi xem kỹ nè, lấy nét. Đó, trong đây nó có con non đây nè mọi người. Tổ này thì không có nhiều con mọi người, nó rất là nhẹ. Tổ này thì rất là nặng luôn. Tổ này là rất là nặng nè. Tổ này thì nhẹ. Tổ này dài, nó sắp đi rồi mọi người. Nên không có nhiều con đâu. Có một số con mà nó sắp nở trong đây thôi. Ừ, tổ này thì nhiều con này. Nó bịch rất là, bịch bịch này cũng có con rất là nhiều ở ngoài nè. Viền này nữa nè. Đó, nó rất là nặng luôn. Rồi, mình mới phát hiện được một trái bằng chín rất là ngon luôn nè.
quay cho mọi người cùng xem. Chỗ cây bằng này là hồi bữa mình có làm cái clip ăn bằng chấm muối ớt rồi mọi người. Đó, mình mới phát hiện trái bằng chín rất là ngon luôn, to này, bóng này. Bây giờ mọi người ơi, giờ chuẩn bị lụm cái tô ong ruồi rất là to luôn nè. Đó, mọi người thấy không? Này. Giờ xem thử đây có mặt không nha. Đúng rồi. Mình lấy xem thử nè. Ồ, lấy cái bà cái tàn thôi. Không được, không được. Có lấy mặt luôn không được. Đây nè, cái cục mặt đây nè. Thì đó, mặt nằm mẹ nó đi ở gần đi rồi nè. Nó không phải gần đi, cái ổ này là nó rất là lớn. Đây nè, nó đóng đây nè, đây cái ông mặt nó đóng khác hơn cái ông ruồi đóng khác, ông mặt đó là nó phải đóng ở chỗ này. Ừ. Cục mặt nó phải nằm đây. Đừng gọi ngay ổ. Gọi trên chút rồi để nè, thấy. Nè, nó quất vô cái tay em cái này nè, nó dính à. Cái đuôi nó không đi được nè. Nhưng mà đừng có giết nó đủ mặt đó là cái này nó tô đầy hết nha. Ừ. Cái này nó tô đầy bít hết chân cái này luôn, ừ. Nó mới gọi là đủ mặt. Bự quá nè. Không phải. Ở này là ổ ông ruồi khủng luôn nha mọi người. Rất là to luôn. Dạ. Đừng, anh đừng giết nó nha. Ôi nó. Đừng giết, đừng. Anh đừng đập nó, anh đừng đập nó. Anh chỉ phủi cho nó ra thôi chứ anh đừng đập nó. Cái chốc gì. Ông ruồi. Không lấy dao lấy cắt. Xé cũng được. Cầm đi lấy dao cắt. Ồ lấy dao mới được. Rồi còn không biết cái đó thì không biết nha. Cái này là tại ngay mùa mưa. Mùa mưa cái mặt nó là nó không có cái tổ này cái tổ này là cái tổ ông khủng nè, không phải làm thường đâu. Khủng. Đây là mọi người cùng theo dõi nè, rất là khủng luôn nha mọi người, to nè đó. Hạ xuống chút nữa vậy. em hạ xuống chút nữa, em hạ xuống tí xíu nữa, em hạ xuống đó. Hạ xuống tí nữa nó chưa hết, hạ xuống tí nữa đó. To luôn nè đó. Rồi quay toàn ra nè, cái này là ổ ông ruồi chứ không phải là ổ ông mặt, ruồi chứ không phải ông mặt, mà nó rất là to luôn nha mọi người. Khủng. Anh cầm đèn đi. Em cắt chưa lên ít mặt là nó đóng nè. Ông mặt dưới tàn nữa mới được. Nó phải chừa con nó lại mới được. Đó bây giờ tiến hành cắt nha mọi người. Cắt chơi nó chừng sát kèo luôn đằng. Sát cây luôn. Không chừa miếng chứ sát quá là sát cây luôn rồi xong chừa lại miếng bên đây. Đúng rồi. Giống như ê sao quá là mà cắt ngang cục mặt nữa rồi. Đâu có xe ra cái này ông ruồi mà đâu phải ông mặt đâu. Nhưng mà cắt ngang cục mặt á. Nó đâu. Con nào cái mặt cũng đóng dằn kèo á. Ê. Rồi xuống. Rồi. Ok không? Có mặt không? Không. Chết mẹ không có mặt luôn á trời. Nói chung là không có mặt mà. Bữa nay đời tháng mưa vậy lấy tàn. Đúng rồi. Vậy đóng tàn rồi thôi. Ơi có kìa, mặt kia nè, thấy không? Có nhưng mà có số lượng nó ít thôi. Tắt đèn đi, nó bay vô lắm, ban đêm nó bay vô lắm, nó thấy. Cởi, nó bay, mình dơ xa bay đèn nó nói sao? Đừng gọi ngay mặt ổng, nó bay vô mặt á. Đây nè, cái tàn. Cục mặt trên này nè. Cái tàn rất là to luôn nè. Ở dưới nữa nè, cục mặt đó. Nhưng mà anh thấy lỗ nó trống hết trơn luôn không? Đúng rồi. Anh thấy cái lỗ nó trống. Lụm miếng đi, lụm khúc đi. Anh tắt đèn đi, cái nó bay dữ lắm bay. Gọi lên trên á. Gọi đâu thì nó bay đó, nó bay theo ánh sáng, rất ban đêm này. Gớt gạt một số cùng đó. Trên đó nặng. Nè, mọi người thấy không? Cái tàn mà ông ruồi mà bay lớn đây là rất là đỉnh luôn mọi người. Không, nếu ấy qua nó đang đeo vô cái camera mình đang quay luôn á. Bắt thứ này nè, thứ này không nè, chứ không phải là cái ông mặt nha. Rất là to luôn nè. Bên em còn. Cái mặt ông ruồi nó tốt lắm. Đây là ông khủng nha mọi người. Chứ anh thấy cái mùa mưa này là nói chung là nó không có bao nhiêu mặt. Thì bởi vì tao chừa cho nó nắng nhưng mà gốc ruột nó ổ kia đi trơn luôn. Cái này nó chống lỏng, nó đâu có cái nào để nó bít được cái lỗ nào đó. Anh gọi anh dòm kỹ luôn đi. Biết rồi. Rồi vậy tao chừa đi. Rồi, lụm một miếng mặt cây nó có mặt không? Không, đây nè. Không. Để phát ở cho em coi nè. Nó ê, rồi xong luôn. Làm như có mặt anh. Vậy là cái ổ này không có mặt rồi mọi người. Bây giờ chỉ thu hoạch tàn thôi. Nhưng nó rất là to luôn. Ông người khủng nha mọi người. Nhưng mà cái mùa hạn á. Đây mọi người. Cái mùa hạn là cái tàn ông hồi nãy mới bắt nè. Mới đặt á. Đó. Đặt đang đám dỗ á. Mày thấy không? Ủa nó đặt đám dỗ rồi đặng mồi mày múc bỏ xử mày. Mấy con ong nó bò nè. Gấp quá. Đó. Đặng mua đây mua lấy. Lấy cặn vô cho mọi người cùng theo dõi nè. Cũng tại gấp cái gì mà ra cho anh đi. Có rất là nhiều ong non trong đây nè mọi người thấy không? Nhộng á, nhộng non. Đó em về luôn anh ơi. Đó nè, mọi người thấy không? Được anh ơi. Anh lấy cái cây gấp mới được. Ông nó đang bò nè. Này to ông khủng nha mọi người. Ông ruồi mà to như vậy là rất là khủng đó.
này có mua không, có cái cây gì gấp. Ừ. Rồi nha.